Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở khu đây là quận 11. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Thị Nhỏ hướng ra khu chợ lớn, khu chợ Trần Chánh Chiếu. Ngay đây là ngã ba Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thị Nhỏ nè. Và trưa nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng ở khu quận 11 qua chợ lớn này, đi một vòng các khu chợ để xem tình hình buôn bán ở chợ thì như thế nào trong những ngày trước Tết. Hôm nay cũng là những ngày của tháng 12 ha, tháng chạp âm lịch rồi đó ha, tháng 12 âm lịch rồi, chắc ngày 4, ngày 5 gì rồi. Và chắc là một tuần nữa thôi, cái gian hàng bán bông rồi bán trái cây, bán phục vụ cho những ngày trưng Tết đó, người ta sẽ từ từ ở các khu chợ, ở những con đường, ở những cửa hàng lớn lớn đó. Đặc biệt đi ở khu chợ lớn này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái không khí Tết nó rần rần ở những cái con đường bán đồ trang trí như là Hai Thường Lãng Ông. Khu này là khu chợ Tân Thành phía bên trái nè, đường Tân Thành. Đường Tân Thành đi vòng vòng vô khu chợ bán đồ của Tùng xe máy rồi đó. Rồi đi thẳng ra Tạ Quyên. Ngày xưa là Tôn Thọ Tường. Ngày nay thì ở những con đường lớn lớn này hầu như đâu đâu thấy những hình ảnh này nè, cả mặt bằng. Bữa cái chỗ này là cái gì lớn lắm, quán nhậu hay gì đó lớn lắm, nhưng mà giờ là coi như là chia tay. Giờ là ai đi nhậu mà lái xe là coi như là mệt mỏi. Những cái chốt chặn chốt giao thông thì người ta cũng đặt gần với khu quán nhậu rồi kiểm soát ở trong hẻm luôn. khỏi đi hẻm về, khỏi trốn luôn ha. Trước thì thôi không đi nhậu xong thì không đi đường lớn đâu, đi đường hẻm về. Giờ các cảnh sát giao thông coi như là mình đi vô hẻm truy lùng luôn. Nói chung nhờ vậy thì những cái ca mà tai nạn giao thông thì cũng giảm, nhưng mà người bán thì mình bán không được. Ngay đây là giao lộ Hồng Bàng, quẹo phải là ra xa cảng miền Tây, đi thẳng vô là khu chợ Trần Chánh Chiếu. Những ngày Tết thì ở các tỉnh thì ở quê thì người ta nhậu dữ lắm, người ta nhậu không phải nhậu ở quán mà nhậu ở nhà của bạn bè người thân đó ha. Nhậu xong nhậu tới bến rồi không nổi nó bảo hiểm chạy pha đó, rồi những cái tai nạn cũng là rất là nguy hiểm. Nhưng mà những cái chính sách mới, quy định mới này thì hy vọng là tình trạng đó sẽ không còn. Nhìn về những cái tích cực nữa ha, còn những hàng quán thì ảnh hưởng theo luôn. Đi tới xíu là tới Lê Quang Sung. Đây chúng ta quẹo qua quẹo trái đường Trần Chánh Chiếu nè, ố con đường Trang Tử nè. Bên trái là khu chợ Trần Chánh Chiếu. Ở đây có nhiều cái vựa gạo lắm. Vựa gạo rồi cửa hàng bán cà phê rồi đó, cà phê hạt, cà phê rang xay rồi đó. Ở đây lúc trước có mấy xe bán đồ phộng luôn, cũng còn nữa. Nhưng mà mấy nay vì ho nên ta cũng ngại ăn đồ phộng này, nó dễ bị viêm họng, dù nó ngon béo nhưng mà ăn nhiều cũng bị nóng.
Ở đây người ta cũng có bán số lượng rồi luôn á, bán mua đi cho người mua đi bán lại. Rồi như buổi chiều thì bán nhiều hơn ha, buổi sáng thì có 2-3 xe, 3-4 xe. Người ta để trong nhà nữa nè, bao luôn. Với những quy định mới về vỉa hè thì hầu như là mình thấy cũng bình thường, do là không có phù hợp ở các con đường ở Sài Gòn. Với lại cuộc sống của người dân ở đây thì cũng quen với những cái chỗ bán thế này nè, người ta bán từ xưa giờ, tự nhiên bây giờ không bán được thì cũng hơi khó khăn, cuộc sống đảo lộn. Đường này bán trái cây nhiều lắm, anh chị nào mà thích trái cây đó ha. Rồi chúng ta đi ra đây, đủ loại hết, xoài, cam, quýt, rồi chôm chôm, vú sữa. Bên tôi rất là thích đi ở khu chợ này, tại vì mình nhìn thấy rất là nhiều loại trái cây, đồ chua, đồ ngọt, đủ loại hết trơn, trái gì cũng có. Có lưới hai chợ cho em nói trái gì cũng có, không biết anh Trí có bình luận vô không đây. Ý là trái cây gì cũng có, đa số là những trái cây ở miền Tây. Rồi, nhưng mà hôm nay thì đi coi thôi, đi chơi thôi, không có mua. Trái lựu nè, củ kiệu 46.000 một ký, cải thì 8.000 ký, cải người ta làm dưa cải đó ha, mua về rồi rửa rồi phơi rồi mới ngâm, nói chung cũng công phu cầu kỳ, không biết làm là ăn không được. Củ kiệu quá trời luôn. Xe bán nhỏ bán phía trước đường vô bến xe nè. Đó, qua đây là con đường Học Lạc nè. Hướng này ra Tạ Quyên, con đường Tôn Thọ Tường ngày xưa. Đó, ta quẹo trái Trần Chánh Chiếu ha. Đó, vòng vòng khu chợ. Hồi xưa ai về miền Tây là đi con đường này là vô tới bến xe miền Tây. Có cái cây cổ thụ, cây điệp này rất là lớn. Nhưng mà ngày nay thì cái nhánh cây người ta cũng mé, còn có mấy nhánh à. Thì nó trôi lũi à. Ở chỗ này người ta bán gà, bán vịt nhiều lắm, gà đủ loại gà luôn á nha, gà nuôi, gà công nghiệp, mà đa số là gà thả vườn á. Quá trời. Tết tới. Ở đây
nhà xe đi về Mỹ Tho, xe anh Hưng. Qua đây là đường Xóm Vôi nè, nó quẹo trái ra Thuận Kiều. Wow, nhạc lớn dữ. Lâu lâu chạy thoáng qua những cái nhóm người ta ngồi, người ta ăn uống karaoke rồi ha, nghe những bài hát cũng hay hay. Nhưng mà ngồi trực tiếp đó nghe thì nghe không nổi. Đi ngang qua những khu xóm và nghe những cái âm thanh của cuộc sống, chỗ thì yên ắng, chỗ thì ồn ào. Rồi đi qua bên kia là Lê Quang Sung, chỗ bán quà đó, quà biếu đó. Đường phố ở Sài Gòn thì hầu như chật kín, chỗ nào trống là có người buôn bán nè. Bên kia là những cái mâm trầu cao, được bày bán, quầy trầu cao cô Thủy, quầy trầu cao tám cao, quầy trầu cao bà Thủy. Nguyên dãy bán trầu cao. Vòng vòng qua chợ lớn là thấy nhộn nhịp ha, đông vui liền, thấy không khí Tết liền. Đó, các loại trầu cao nè. Ai cưới hỏi là ra đây, ra đây đặt. Quá trời những hàng hóa. Đây là con đường Chu Văn An, chợ lớn đi hoài cũng không hết, không giáp, và đi hoài cũng không chán. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi lòng vòng coi có món đồ gì lạ lạ không, cập nhật hình ảnh ngày Tết. Đi con đường này thấy sôi động quá ha. Mặc dù ngày Chủ nhật nhưng mà người ta vẫn bán đông vui. Tình hình chung thì buôn bán năm nay thì không có bằng những năm về trước, nhưng mà thì có lai lai, có radio, có mua bán là vui rồi ha. Nhu cầu người ta vẫn có nhưng mà không có nhiều thôi. Cái gì cũng mua chút, ai cũng để tiết kiệm để dành tiền. Ở đây là giao lộ Tháp 10 với lại Chu Văn An nè. Doanh thu thì ai cũng giảm nên người bán thì cũng bị giảm theo, nhưng mà có là vui rồi. Chủ nhật thì ta bán tràn ra đường luôn ha. Do nhà chứa không đủ thì người ta để đỡ đóng hàng rồi đó, vui ghê. Bán buôn mà nhộn nhịp thì là hạnh phúc. Đông nhất là cái quầy bán bao lì xì rồi đó. Bên kia là những quầy bán đồ nhựa, đồ cúng. Mút người ta cắt thành cái bông mai hay là cái chữ gì đó. Ở đây khu bán đồ chơi. Nước ngọt, bánh kẹo ngoại,
cái nước này cũng ngon nè, nước Việt Quốc. Ta chờ lấy hàng á, quá trời. Người Hoa buôn bán rất là giỏi ha, người ta luôn tìm ra những cái sản phẩm mà mới rồi phù hợp với nhu cầu, nên ra lúc nào người ta bán cũng được, ít chứ nhiều thôi. Ở đây là Khoa Nhân Khỏe, bên kia là Bãi Sậy. Cái khu này là khu khu chợ Bình Tây thì phải, phía sau chợ Bình Tây. Đúng rồi, phía bên hông chợ Bình Tây, phía sau chợ Bình Tây, đường Trần Bình với Khoa Nhân Khỏe. Ở mấy bữa ông Tổng có đi ngang đây rồi nè. Thôi, niệm Phật đi. Vô chợ đường đường Đông. Có người ta nóng tính, người ta kêu hối hối, có người thì cứ niệm Phật đi, niệm Phật đi. Đi vô chợ là phải chịu rồi ha, gấp quá cũng đâu có được, từ từ. Ta quay ra đây là khu tháp 10 nè. Rồi thôi, chắc cái video clip ngày hôm nay dạo một vòng Chu Văn An, rồi chợ phẩm Trần Chánh Chiếu, rồi qua khu chợ lớn này để chia sẻ anh chị và các bạn. Hy vọng là chúng ta cũng cảm nhận được cái không khí Tết ở Sài Gòn nó như thế nào ha, ở quê nhà ngày hôm nay nó như thế nào. Một lần nữa, Vladimir xin kính chúc tất cả các chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video clip lần sau.